Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nhung nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hoa cúc này, nhìn rất là vintage. Và mình sẽ design và mình sẽ trang trí trên một nền móng trơn thôi, đó là màu đen. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thanh móng màu đen mình đã sơn sẵn này. Tiếp theo đó là sẽ sử dụng gel cọ nét màu trắng. Mình sẽ vẽ lên trên nổi, trên nền, một cái nền nổi đấy nha. Có thể vẽ màu trắng này, nền đen, hoặc là vẽ màu đen nền trắng thì tùy. Cái này là mình sẽ vẽ các cái dấu gạch tương đương với những cái cánh hoa này. Ở đây sẽ vẽ một cánh hoa khuyết nha. Khi mà mình đã kẻ những cột dọc như thế rồi ấy, thì mình sẽ chỉ cần là nối lại thôi. Tức là nối điểm đầu và điểm cuối của cái mút này này, nối lại. Và cái lấy thật ít gel thôi. Mình nối lần lượt là mình nối 2, 4, này, 6, 8, 10, 11 cánh. Và một cánh còn lại là 12 thì coi như là mình không vẽ, mình để nguyên, để trống. Cứ nối từ từ vậy thôi. Sẽ sử dụng cái gel cọ nét hoa hồng đấy nha. Bởi vì là cái gel cọ nét này nó rất là đặc. Mọi người chỉ cần đi một lần thôi là nó đã đi lên rồi. Và khi mà nối như thế này thì phải nín thở một chút, cũng giống như mọi người kẻ ấy. Mảnh cái tay thôi và lấy thật là ít gel thôi. Bởi vì là cái gel này nó rất là bắt, nên là mọi người chỉ cần gột hết đi và chỉ lấy một chút ở trên đầu gel thôi là nó đã ra như thế này rồi. Vẽ nốt một cánh cuối rồi mình sẽ cho đi hơ này. Những cái đoạn nào mà nó dài quá ấy thì nhớ lấy cái tay gột đi, vì cái cánh cuối cùng này nó cũng hơi dài này. Mình sẽ lấy tay mình gột đi và mình lau đi một chút. Tiếp theo đó sẽ cho đi hơ nha. Sau khi hơ xong này thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu cam đất ấy để mình làm nhụy nha. Hoặc là mọi người có thể sử dụng những cái màu, tông màu khác tùy ý. Nhưng ở đây là mình sẽ sử dụng cái màu NG6 của bảng AS. Vẽ một chút này, đẩy ra hình tròn này. Tiếp theo đấy là sẽ gột cái chổi đi và sẽ tước một chút lên, nhìn nó có cái nhụy ấy. Nó tán xéo xéo ra, chứ nó không chỉ nguyên màu trắng và màu cam. Hơ rồi cuối cùng mình sẽ sử dụng một cái ít cái gel cọ nét màu đen ấy, mình sẽ tán cái cánh này ra và mình sẽ gọi là gì nhỉ? Mình sẽ chia những cái cánh ấy, nó không bị rít nhau quá. Những cái cánh nào mà nó không được tròn ấy thì lúc đấy thì mình sẽ lấy cái này mình che khuyết điểm đi. Bây giờ mình sẽ tách ra cho nó khỏi rít nha. Cho nó đều cánh hơn ấy, và nhìn nó mảnh khảnh hơn. Đó. Bây giờ sẽ cho đi hơ và sơn tốp là xong này. Đây, sau khi sơn tốp xong thì mình sẽ được hai bông hoa cúc như thế này, nó rất là đơn giản. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.